Xin chào cả nhà, hôm nay Sơn sẽ quay một cái video hướng dẫn cho mọi người cách ghép ảnh Canva cũng như là tách nền Canva nha, tách ảnh trên cái app Canva. Thì đây là những cái bức ảnh mà Sơn đã tách nền và Sơn ghép ở trên cái app Canva nha cả nhà đó. Để thì ghép một bức ảnh thì thường thường chúng ta sẽ tách nền ra thì nó sẽ không có cái nền ở phía sau, ví dụ như nó dính những cái lộn xộn khi mình chụp hình á, thì nó không đẹp. Mà khi mình tách lên như thế này này đó, nó rất là đẹp luôn. Thì hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Ok rồi, trước tiên mà để tách thì các bạn cần phải có một cái app Canva trước nha. Đây, app Canva đây, các bạn phải tải app Canva nha, tải app Canva. Còn bạn nào có app Canva Pro rồi thì quá ok luôn, còn không thì chúng ta sử dụng app Canva bình thường cũng được đó. Rồi chúng ta mở Canva ra. Canva là một cái kho thiết kế hình ảnh nha, nó có kho sẵn hình ảnh cho mình để mà mình thiết kế, mình có thể sử dụng để bán hàng hoặc là marketing. Nó rất chung là nó rất là nhiều tiện ích cho mình. Thì nhất thiết bạn nào kinh doanh là phải có một cái app Canva để sử dụng. Rồi khi chúng ta mở app Canva ra thì nó sẽ giao diện như thế này nha. Đó, thường thường chúng ta hay đăng bài thì nó sẽ có các cái mẫu để mà chúng ta sử dụng. Ví dụ câu chuyện của bạn thì như thế nào, hoặc bài đăng trên Instagram này đó, tranh ghép ảnh này, hình nền điện thoại này, nó có các cái khổ, các cái kích thước có sẵn cho mỗi loại mình để mình thiết kế. Đó, trang bìa Facebook này, bài đăng Facebook này, thường thường Sơn hay sử dụng bài đăng Facebook bởi vì cái khổ kích thước của nó là chuẩn, mình có thể sử dụng để mà mình đăng Facebook nó không bị hạn chế về hình ảnh. Còn khi các bạn muốn làm một cái ảnh bìa Facebook đúng không ạ, thì mình phải vào trang bìa Facebook, cái khổ của nó là khổ dài á, kích thước của nó sẵn. Áp phích này, trang trí kênh YouTube này, thực đơn, bìa tạp chí, ảnh bìa YouTube này, bản thuyết trình, nói chung rất là nhiều nha. Thì bây giờ Sơn sẽ đi thẳng vào cái phần mà thiết kế bài đăng Facebook trước đi. Đó, ở này là khổ kích thước sẵn của nó, hình như là 788 với bao nhiêu á, sao quên mất tiêu rồi. Thì đây, đây là cái kích thước của bài đăng Facebook. Thì mình sẽ lấy bất kỳ một cái hình nào mà mình lướt lên mình thấy ok, có vẻ là nó hợp với lại mình đang mong muốn để mà thiết kế đó, thì mình sẽ chọn nha. Các bạn cứ chọn lên, nó rất là nhiều luôn. Đó, rất là nhiều. Ví dụ app Canva nào các bạn đã đăng ký Pro rồi thì tất cả đều miễn phí nha. Còn các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ hiển thị một số cái hình ảnh hạn chế, đó là cần phải mua bản quyền. Thì cái nào cứ miễn phí thì các bạn sử dụng, còn không mua miễn phí thì các bạn không dùng được thì thôi, bởi vì nó có cái bản quyền á thì mình nó sẽ hạn chế mình khi mình sử dụng. Đó, thì bây giờ Sơn sẽ lái một cái ảnh này đi. Và Sơn sẽ thiết kế nha. Sau khi Sơn lấy cái ảnh này ra đó, mọi người đợi một tí nha, nó chạy hơi lâu một tí. Rồi, sau khi Sơn lấy cái ảnh này ra và bây giờ Sơn sẽ muốn thiết kế ảnh của mình vào, thì Sơn sẽ lấy thêm một cái ảnh của Sơn nữa. Ảnh chưa tách nền nha, bây giờ Sanh đang hướng dẫn mọi người tách nền này. Đó, Sanh kéo xuống ở phía dưới vào nút dấu cộng, và Sanh ở dưới đâu các thành phần này, Sanh sẽ vào phần thư viện. Vào thư viện nha, vào thư viện và lấy ảnh ra. Thư viện và lấy cái ảnh của mình ra, ảnh chưa tách nền cho nó đẹp nha. Rồi Sanh sẽ lấy cái ảnh này đi, ảnh của Sanh. Đó, ảnh của Sanh là ảnh này chưa tách nền đúng không? Đó, bây giờ Sơn sẽ lấy cái ảnh này ra đây nha cả nhà. Rồi Sơn sẽ tách nền cái ảnh này, Sơn sẽ tách cái phía sau của Sơn, nó không còn cái kệ sách nữa nha. Rồi mọi người sẽ chọn vào cái ảnh này nha, chọn vào và kéo ở phía dưới này, người có thấy không ạ, có thấy cái thanh công cụ ở dưới không, kéo và nhìn thấy chữ hiệu ứng, thấy chữ hiệu ứng này đó, bấm vào chữ hiệu ứng nha, bấm vào chữ hiệu ứng và nó sẽ hiển thị ra là công cụ xóa nền. Rồi chúng ta sẽ bấm công cụ xóa nền. Thường thường một số dòng điện thoại nó sẽ thể hiện chữ là effect á, effect á, thì mình có thể bấm vào chữ effect, còn không thì mình sẽ xóa nền bằng cái công cụ này nha. Đó, nó rất là nhiều công cụ xóa nền. Thường thường hồi trước Sinh hay sử dụng là công cụ là remove. Bây giờ thì Canva nó có thêm cái hiệu ứng này nữa, thì mình sẽ sử dụng trên này nó tiện hơn, mình không phải tách ở trên cái web làm remove nữa. Đó, sau khi tách xong thì nó như thế này, các bạn có thấy không ạ? Đó, ở phía dưới này nó có thêm các cái hiệu ứng thêm cho các bạn lựa chọn nữa này, hiệu ứng để mà chỉnh màu rồi tăng ánh sáng hoặc như thế nào. Còn các bạn nào không thích thì thôi, mình bỏ đi, không cần phải hiệu ứng nữa. Thì sau khi mình tách xong rồi mình sẽ thiết kế nha. Các bạn không muốn đợi cái hình bánh kem này thì các bạn bước đi.
Đó, kéo các bạn bỏ xuống dưới là nó sẽ xóa. Và các bạn sẽ để cái hình ở bên đây. Đó, cái hình này khi nó tách nó còn có vướng một xí ở phía đằng sau này. Các bạn thấy màu hồng hồng đó, nhưng mà kệ đó. Bởi vì mình tách bằng thủ công mà, tách bằng áp mà, cho nên đôi khi nó sẽ còn sót lại thì các bạn có thể che bớt nó đi. Đó. Thì bây giờ Sanh sẽ thiết kế cho mình, ví dụ bây giờ Sanh muốn thiết kế cho mình một câu nối nào đó đúng không? Đó, ví dụ như hình này đi, Sanh sẽ chỉnh sao cho nó đẹp một xí. Đó. Các mọi người làm quen tay thì làm rất là nhanh và nó rất là đẹp, chuyên nghiệp. Còn làm chưa quen tay thì nó sẽ hạn chế một xí nha. Nó sẽ hơi khó một tí, không sao. Cứ từ từ từng bước rồi làm thôi. Đó, rồi mình sẽ muốn ghi chữ ở phía trên này. Đó, Xanh sẽ chỉnh qua. Cái này mình có thể kéo bất kỳ nha. Ví dụ như ảnh của Xanh hoặc là cái ảnh phía sau này, hoặc là đổi đổi phông nền. Ví dụ bây giờ phông nền ở đằng sau là màu hồng đúng không? Đó, màu hồng đúng không? Chờ Xanh không muốn màu hồng thì Xanh sẽ bấm vào cái khung và nó sẽ hiển thị màu hồng, chữ màu ở phía dưới này các bạn thấy không? Chữ màu ở dưới các bạn bấm vào chữ màu và các bạn đổi màu đi. Đó, các bạn đổi bất kỳ màu tím này, màu đỏ, màu màu cam này, màu nâu này. Đó, các bạn có thể đổi màu bất kỳ phía dưới các bạn quyền lựa chọn nha. Đó, màu hồng nhạt, nói chung là màu gì các bạn thấy mà nó vừa tầm mắt. Đó. Nó hài hòa thì các bạn chọn thôi. Nó rất là đơn giản. Rồi, ví dụ bây giờ Xanh thích màu hồng đi. Thì Xanh sẽ chuyển lại màu hồng và Xanh sẽ bấm chữ. Chữ thì các bạn sẽ bấm ở dưới này, các bạn sẽ nhìn thấy là chữ nha. Bấm vào đó. Các bạn lướt ở dưới này, bấm vào nút dấu cộng á. Nút cộng và thấy chữ là văn bản đúng không? Thấy chữ văn bản này, văn bản chữ tờ á, mình sẽ bấm vào chữ văn bản và mình sẽ bắt đầu là mình ghi chữ. Chữ này thường thường nó sẽ có hai dạng, một là cái dạng nhấp văn bản để thêm vào trang, là khi các bạn nhấp vào thì các bạn sẽ đánh chữ là nó sẽ theo khổ mình sẽ chọn phép phông chữ, và cái dạng thứ hai là nó định dạng cho mình sẵn cái cách kiểu chữ kiểu á, cái kiểu mẫu đẹp hay là không đẹp như thế này này, nhưng mà đó các bạn thấy là nó rất là nhiều kiểu chữ. Nếu các bạn nào muốn nó đa dạng kiểu chữ thì các bạn chọn như này, còn không thì thường thường Xanh sẽ hay chọn cái đơn giản ở trên này thôi. Nó có theo cái khổ và Xanh sẽ kéo cái này ra, và trước khi viết thì Xanh sẽ chọn cái phông chữ trước. Phông chữ thì các bạn kéo chỗ ni nè, kéo qua bên này nó sẽ hiển chữ là phông chữ này, kéo lên phông chữ và bắt đầu mình sẽ chỉnh sửa phông chữ cho phù hợp. Đó, mình sẽ chọn một cái phông chữ nào phù hợp để không bị lỗi phông nha. Nếu các bạn không chọn thì sẽ không viết được, nó rất là xấu. Để có chữ nghiêng, có chữ thẳng, có chữ tròn, nhìn nó không giống cái gì hết á. Cho nên bắt buộc khi các bạn muốn viết chữ lên trên một cái ảnh thiết kế là các bạn phải chọn phông chữ trước. Đó, các bạn phải chọn cái phông chữ nào cho nó đẹp và nhìn thấy nó không có bị lỗi một bất kỳ một cái chữ nào trong phông hết nha. Có một số bạn xin để ý là khi các bạn thiết kế các bạn không để ý chữ, các bạn đánh ví dụ chữ đầu tiên thì ok, nhưng mà chữ thứ hai sẽ bị lỗi chữ E hoặc là chữ U gì đó, chữ O thường thường hay lỗi chữ E này, chữ A này, chữ O này, đó là nó sẽ bị lỗi phông. Tất cả những chữ khác thì nó viết thường, nhưng mà có một hai chữ nó sẽ viết hoa hoặc là nó nghiêng. Đó thì các bạn chú ý nha, nó nhìn nó mất thẩm mỹ, mất cái hình ảnh của mình, cái ảnh mình thiết kế. Đó, rồi bắt đầu Sang sẽ viết trên này là một cái câu nói gì đó, ví dụ như cảm ơn đời mọi sức mai sức dạy đi, cảm ơn đời mỗi nó xanh chạy hơi chậm cho nên xanh đánh nó bị đó. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày mới để yêu thương đúng không ta? Ta có thêm một ngày, ta có thêm một ngày để yêu thương. À, các bạn cứ có câu nói nào hay thì các bạn có thể cứ viết và đánh lên sao cho nó hợp lý xíu nha. Khi các bạn là các bạn kéo nè, cơ kéo thì các bạn nhớ là kéo ở phía gấp phía trên nha, chỗ mà cái tròn tròn á, các bạn kéo chỗ đó để nó không bị định dạng xấu nha. Đó, hoặc là kéo hai bên cho nó dài ra, rồi các bạn hãy kéo lên, kéo lên, kéo cái này, cái nút mà mũi xoay xoay á, cái tròn tròn mà xoay xoay hai mũi tên là cái mà để mình sẽ xoay ngang xoay phải nha. Đó, rồi còn cái nút mà bốn 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 mũi tên đi qua là cái nút đó để mình di chuyển, mình phải kéo di chuyển để cho nó không bị xoay. Rồi các bạn hãy làm cho nó canh này, canh này, canh sao cho nó hợp lý một xí cho nó đẹp nha. Ví dụ mình sẽ đưa vào ở trong cái khung này.
Để chứ mình chỉnh màu rồi gì cho nó hợp lý nha. Sao nó hơi nặng cho nên sao làm nó hơi lo một số này. Cảm ơn lời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày ngày mới để yêu thương. Rồi mình bấm chỉnh sửa thì mình sẽ thêm một chữ mới, thì mình bấm vào nó sẽ thể hiện ra cái khung và mình thêm từ thôi. Đó, rồi sau khi mình đánh nảy chữ xong, mình có thể chọn cái kích thước, cái định dạng này. Định dạng ví dụ như nó nghiêng một bên, hoặc là nó chính giữa, hay là nó qua bên trái, hay nó đều nhau. Đó, thì mình tùy mình chọn nha. Ở trên này có định dạng AA nữa này. AA là viết thường, viết hoa, hoặc là chữ gạch ở dưới. Có chữ nghiêng nhưng mà nó không cho danh gạch nghiêng cho nên thôi. Không cho gạch nghiêng thì thôi. Rồi, hoặc mình có thể một cái chữ là giãn cách. Giãn cách thì mình có thể giãn cách chữ thì nó sẽ to chữ ra đó, hoặc là mình để cho nó bình thường thôi, hoặc là mình khoảng cách dòng, ví dụ dòng nó muốn nó dài xuống ở dưới thì mình sẽ bấm cho khoảng cách dòng, còn thông thì mình đã nghiêng vị trí để cho nó ở trong khung này đó. Rồi mình sẽ chỉnh màu, nói chung này mọi người cứ mò mò là sẽ ra màu, xác thịt bấm vào màu này đó, màu thì nó sẽ ra màu màu gì đó, thích màu nào thì vô màu nó, màu nào sao cho nó hợp lý cái ấy của mình thôi, mình nhìn thôi cho nó hài hòa, nó hợp là nó đẹp là ok. Dạ, thì nó bị sao. Nói chung là các bạn chọn cái câu nói nào mà hay mà thấy ok thì các bạn cứ đưa nha. Rồi, chọn màu khác đi. Cứ chọn màu nào nó nhã nhặn một xí. Hoặc là có thể chọn cái nền khác cũng được nha. Bây giờ Sang không thích cái nền này, Sang muốn chọn thêm một cái nền khác sao cho nó đẹp. Ví dụ nền có hoa đi, thì Sang sẽ kéo ở dưới này. Sang sẽ kéo dưới này và bấm vào nút dấu cộng nha. Và Sang sẽ thay cái nền. Thay cái nền màu đi, Sang không thích nền nữa. Sang thay cái nền màu đi, nó hiện chữ nền này. Các bạn thấy chữ gạch gạch ở dưới, bấm vào chữ nền nha. Và Sang sẽ thay một cái nền khác. Nó sẽ cho mình những cái nền có sẵn. Đó, ví dụ Sang muốn cái lấy cái nền này đi ra đi. Đó, cả nhà thấy không ạ? Và cái này thì cũng thay màu luôn, thay cái màu này luôn. Nói chung là rất là nhiều kiểu luôn, các bạn cứ lựa chọn từ từ. Đó. Rồi. Còn không thích cái khổ này, không thích cái khổ này, đỡ nó áo quá thì các bạn kéo này ra, bỏ cái khổ này đi, vứt ra, đó, vứt ra. Rồi kéo này lên, cái phía sau lưng cũng vậy. Này, cái phía sau lưng của các bạn cái ô gạch gạch này không thích nữa thì cũng kéo đi, kéo ra ngoài vứt đi. Rồi chúng ta sẽ chừa mỗi cái hình này thôi. Rồi chữ này thì chúng ta sẽ chọn màu khác nha, chọn màu khác cho nó sáng lên. Rồi chọn màu đi đi. Đó, đơn giản như thế này là cũng đủ ok rồi. Còn các bạn có muốn chèn thêm sản phẩm thì các bạn bấm vào dấu cộng. Sản phẩm hay chèn thêm hình bất kỳ á thì bạn bấm dấu cộng, và các bạn bấm vào nút chữ thư viện này đó, để mà vào thư viện của mình lấy ra, lấy ảnh nào ra, ảnh ảnh mà mình đã tách rồi, hoặc là ảnh mình chưa tách thì để mình vào đây trực tiếp mình tách luôn cũng ok đó. Ví dụ như ảnh sản phẩm đúng không, những ảnh nào mà xanh tách rồi á thì xanh sẽ giờ xanh sẽ lấy ra cho nhanh đi. À, những ảnh mà xanh tách rồi nè. Đó, ví dụ bây giờ xanh lấy thêm cái ảnh những sản phẩm nào ra cho mọi người xem nha. Ví dụ giờ xanh muốn quảng cáo thêm một cái ảnh sản phẩm nào đó ở phía dưới đi cho mọi người thấy mình bờ rồ thêm á. Đây, ví dụ xanh để cái ảnh nữ hoa này ra. Rồi xanh kéo ra nha. Ảnh này xanh đã tách nền ở sẵn trong kho rồi, xanh sẽ để nhỏ nhỏ ở một xí chỗ này. Đó. Rồi xí xí như thế thôi. Rồi thêm cái logo nữa thì xanh đã tách cái logo sẵn của nữ oai rồi, bây giờ xanh sẽ lấy cái logo ra tiếp tục. Xanh sẽ lấy cái logo tách nền ra, thì cách tách nền y như hồi nãy xanh hướng dẫn á, ở trong Canva. Còn các bạn nào mà muốn tách riêng biệt thì có thể vào Rimu, vào trang web là rimu.bg để mà ra, các bạn sẽ có thêm những cái kho kho mà kho tách sẵn á.
Đó, rồi ok chưa ạ? Đó, các bạn cứ thêm cái gì thì cứ bất kỳ các bạn hãy thêm vào và các bạn chỉnh sửa làm sao cho nó nhìn cho nó hài hòa cái bức ảnh và nhìn thấy nó vừa mắt nha, không bị lỗi phông này, ảnh mình nó sẽ đẹp hơn và thêm sản phẩm hay như thế nào đó. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Xin chào.